Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một tấm thiệp 20 tháng 11 của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Rồi. Đây sẽ là cái phần thân của cái tấm thiệp. Và tiếp theo thì mình sẽ đi cắt những cái bông hoa để mình trang trí vào cái góc bên trái hoặc là góc bên phải, thì tùy cái cách sắp xếp và trang trí của các bạn nhé. Mình sẽ cắt bốn cái hình vuông, ba hình vuông màu hồng. Để ba hình vuông này bằng nhau thì chắc chắn là các bạn sẽ phải cắt để bông là bằng nhau, nhưng thì chúng ta sẽ phải cắt cái hình vuông bằng nhau. Các bạn gặp lại những cái hình tam giác nhỏ như thế này nhá. Sau đó thì mình sẽ cắt nó ra này. Rồi, sau khi mà đã cắt được những cái bông hoa này rồi thì bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Sau đó mình uốn cong cái phần cánh hoa này. Sau đó mình sẽ cắt bớt cái cánh hoa đi. Đây, chúng ta sẽ dán nó vào như này để tạo cái độ cong, đúng không? Cong cho cái bông hoa này. Và mình sẽ cắt cái nhụy màu trắng nhé. Cái phần nhụy thì các bạn chỉ cần cắt cho mình ba cái hình tròn màu trắng thôi. Sau đó mình sẽ dán cái phần này. Sau đó mình sẽ dán hoa, đúng không, lên trên cái tấm thiệp nhé.
Rồi bây giờ bước cuối cùng nha các bạn, thì có hoa rồi đúng không, phải có lá đúng không, thì mình sẽ cắt cho cái tấm thiệp này ba cái chiếc lá nhé. Và ba chiếc lá này thì mình sẽ dán vào ba cái phần cạnh của cái bông hoa, một này, hai, mình sẽ dán vào cái khoảng giữa nhé, dán vào cái khoảng giữa của cái lỗ hổng của cái phần bông hoa như thế này. Và cái tấm thiệp này nó sẽ tượng trưng cho một cái ngày lễ gì đó đúng không, ví dụ như là ngày 20 tháng 10 luôn đi, thì các bạn sẽ viết chữ 20 tháng 11 vào đây như này, và chúng ta đã hoàn thành xong cái tấm thiệp rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Rồi, giờ thì mình sẽ cắt cái phần tai ở bên trong của nó nhé, màu cam nhé. Đây sẽ là cái phần đầu của cái chú sư tử này các bạn. Sau đó thì mình sẽ cắt cho cái chú sư tử này cái phần mắt nhé. Mắt của nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Thì mình sẽ cắt hai cái hình tròn màu đen trước. Nó sẽ là hai cái hình tròn màu đen như các bạn dán vào hai bên, nó sẽ là mắt đúng không? Tiếp theo thì sẽ là màu trắng. Mình sẽ cắt hai hình tròn, một cái hình tròn to hơn, một cái hình tròn bé hơn, nhưng mà cái phần mắt này thì chắc chắn là nó phải bé hơn cái mắt màu đen rồi. Rồi, đây sẽ là cái phần mắt của cái chú sư tử này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái phần miệng nhé. Thì mình sẽ sử dụng bút màu đen để mình sẽ vẽ cái mũi và cái miệng.